X51 Story mến chào quý thính giả. Hoàng đế thời cổ đại thường được coi là hóa thân của thần trên thế gian và được mệnh danh là Chân Long Thiên Tử. Nếu xem qua nhiều tài liệu lịch sử khác nhau, bạn sẽ thấy rằng sự ra đời của một vị hoàng đế, đặc biệt là vị hoàng đế lập quốc, luôn đi kèm với một số những dị tượng, hoặc là sấm sét, hoặc ánh sáng và màu sắc kỳ lạ, hoặc người mẹ sinh con sau đó có một giấc mơ tốt lành. Sở dĩ một người có thể trở thành vua của một nước là vì anh ta không phải là người bình thường, và việc trở thành hoàng đế là định mệnh. Năm móng là rồng, bốn móng là giao long, ngoại trừ hoàng đế mới được mặc long bào. Ngay cả anh em ruột thịt của hoàng đế cũng chỉ có thể mặc áo choàng, bốn móng. Sở dĩ long bào là áo rồng là vì trên đó có thêu hoa văn rồng. Nếu quan sát kỹ long bào của các hoàng đế các triều đại trước, bạn sẽ thấy rằng long bào thời nhà Tống không có thêu hoa văn trang trí rồng trên đó. Tại sao lại như vậy? Sau đây X51 Story sẽ cùng quý thính giả giải đáp thắc mắc này nhé. Về vấn đề này, thực ra có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là chúng ta đã bị phim ảnh và truyền hình đánh lừa. Trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình, dù ở triều đại nhà Minh, nhà Thanh hay triều đại nhà Hán, nhà Đường, hầu hết các hoàng đế thường mặc áo long bào có hoa văn rồng rất phức tạp, chỉ có ở thời nhà Tống, hoàng đế mới mặc áo choàng màu đỏ, trông rất lạ. Nhưng trên thực tế, trước thời nhà Minh, long bào của hoàng đế cũng không hề khoa trương đến thế. Vào thời nhà Chu, long bào có họa tiết rồng mới bắt đầu xuất hiện, có tổng cộng 9 họa tiết rồng được vẽ trên long bào, 4 họa tiết ở phía trước và 4 họa tiết ở phía sau, các mẫu rồng còn lại được thêu ở ve áo bên trong, trông rất đẹp. Vì vậy, bản thân số lượng hoa văn rồng đã ít kể từ thời nhà Chu, và màu sắc được sử dụng trên áo long bào trước thời nhà Tùy và nhà Đường không phải là màu vàng. Ví dụ, nhà Chu sử dụng màu đỏ sẫm, nhà Tần sử dụng màu đen và nhà Hán sử dụng màu đen với màu đỏ bên trong. Hoa văn rồng trên long bào chủ yếu được thêu từ màu trắng xám và xanh trơn, sự khác biệt về màu sắc giữa hai loại này không rõ ràng lắm. Vì kích thước và độ phức tạp của hoa văn rồng không bằng các thế hệ sau nên có vẻ như rồng không được thêu trên long bào. Mãi đến thời nhà Tùy, màu vàng kim mới chính thức được sử dụng làm màu chủ đạo của long bào, họa tiết rồng mới được hé lộ, tuy nhiên long bào vào thời điểm này không quá lộng lẫy. Trong thời Chu Nguyên Chương của nhà Minh, rồng với tư cách là biểu tượng của hoàng đế càng được củng cố, các họa tiết rồng trở nên phức tạp và đa dạng hơn. Ví dụ, hoàng đế Vạn Lịch có một bộ 12 họa tiết hình rồng được thêu trên đó, trong khi long bào của Minh Thế Tông có 45 họa tiết rồng được nhân lên theo cửu ngũ. Thời nhà Tống, tuy kinh tế rất phát triển nhưng Triệu Khuông Dận đã rút ra bài học từ nhà Đường rằng đất nước suy vong, gia tộc tan nát là do sự kiêu ngạo, ngông cuồng của Đường Huyền Tông. Do đó, nhà Tống chủ trương tiết kiệm và đơn giản. Long bào thời nhà Tống rất đơn giản, màu đỏ tươi dường như rất giống với trang phục trong triều đình của các quan lại, đồng thời được thiết kế để tạo ra môi trường để hoàng đế và các quan đại thần có thể hòa hợp với nhau. Do đó, Tống triều mang phong cách khiêm tốn và gò bó của văn nhân nên việc may long bào cũng tiết kiệm, giản dị. Tống Thái Tổ, sinh ngày 21 tháng 3 năm 927, mất ngày 14 tháng 11, 976, tên thật là Triệu Khuông Dận, đôi khi viết là Triệu Khuông Dẫn, tự Nguyên Lãng, là vị hoàng đế khai quốc của triều đại nhà Tống trong lịch sử Trung Quốc, ở ngôi từ năm 960 đến năm 976. Tiểu sử của ông được ghi tại Tống Sử, quyển 1, 3, Thái Tổ Bản Kỳ. Năm 960 vạch ra kế hoạch binh biến Trần Kiều đoạt được chính quyền nhà Hậu Chu, lấy đất Tống Châu nơi Triệu Khuông Dẫn được phong làm quy đức quân tiết độ sứ để làm quốc hiệu, lập nên Hoàng Triều Tống. Ông là hoàng đế nhà Tống duy nhất có xuất thân võ tướng, tất cả các hoàng đế sau của nhà Tống đều là thư sinh. Tống Thái Tổ trong lịch sử thường được đánh giá ngang với các bậc đại đế như Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông. Ông sáng lập ra Vương Triều Tống, gần như thống nhất đất nước đến khi mất. Trong thời gian trị vì Thái Tổ đã tiêu diệt và sáp nhập Nam Đường, Hậu Thục, Nam Hán và Kinh Nam vào bản đồ nhà Tống, chỉ còn lại Bắc Hán. Chấm dứt thời loạn Lạc Cát cứ ngũ đại thập quốc của các tiết độ sứ suốt mấy chục năm từ cuối thời Đường. Ông còn thực hiện cải cách hành chính tập trung binh quyền, giảm siêu thuế, trả lại đất đai cho dân nghèo, mở khoa cử tuyển nhân tài từ những người đọc sách tầng lớp dưới. Những việc làm trên đã giúp nhà Tống mới thành lập được ổn định và trở thành vương triều thống trị Trung Quốc hơn 300 năm. Ông còn là hoàng đế nhân từ nổi tiếng trong lịch sử, không sát hại các công thần như các hoàng đế khai quốc khác, ví dụ như Lưu Bang hay Chu Nguyên Chương. Người được lòng dân sẽ được cả thiên hạ. Phàm là người tranh giành đất nước thì đều biết nói như vậy, nhưng làm được thật là khó. Biết bao võ tướng buông thả quân đội, cho chém giết bừa bãi coi thường mạng người. Tống Thái Tổ cầm quân đánh trận, không hề động chạm đến dân. Sau khi làm vua, ông càng nhận thấy rõ thống nhất và yên bình mới là mục đích của chiến tranh, phản đối việc lạm sát. Mỗi một trận chiến ông đều căn dặn các chủ soái không được lấy việc giết nhiều người làm chiến công, mà lấy việc thu phục lòng dân là trên hết. Ông nhắc đi nhắc lại là chiếm đất phải yên dân không được cướp bóc. Trước khi tấn công Hậu Thục, ông nói với tướng Tào Bân, không được hại dân lành,
lại hạ chiếu cho các tướng tá đánh Hậu Thục, bắt những người lấy tiền của người Thục phải trả lại ngay cho chủ. Trong trận chiến Giang Nam, lại yêu cầu Tào Bân không được kinh hãi thần dân, cần phải mở rộng uy tín. Ông còn nói, khi đã vào thành, không được chém giết bừa bãi, không được hại một người nào trong nhà Lý Dục. Phương châm yên dân của Tống Thái Tổ được các tướng lĩnh chấp hành triệt để và kiềm chế cấp dưới. Tào Bân khi vây hãm đô thành Kim Lăng của Nam Đường, khi sắp lấy được thành thì ông đột ngột bị bệnh. Khi các tướng sĩ đến thăm, ông đã nói ra nỗi lo lắng của mình. Bệnh của tôi không phải là thuốc men có thể trị khỏi được. Chỉ cần các ông hứa chắc với tôi là khi vào thành sẽ không giết hại một ai cả thì bệnh của tôi sẽ khỏi ngay. Tống sử Tào Bân truyền. Cho đến khi các tướng đồng thanh hứa rồi thắp nhang thề thì bệnh khỏi ngay. Tào Bân làm như thế là để chấp hành mệnh lệnh của Tống Thái Tổ. Thời Ngũ Đại, nhân dân đã phải chịu bao khổ nhục tàn bạo của lính tráng, nên một khi gặp được tướng soái nhân nghĩa thì chào đón rất nồng nhiệt. Vì thế việc Tống Thái Tổ bình định nhanh chóng Nam Bắc Trường Giang hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Ông khoan dung nhân nghĩa thương dân, đã hình thành một sự trái ngược tích cực với những kẻ thống trị thời kỳ sau của các chính quyền cát cứ như Tần Thủy Hoàng, Tùy Dạng Đế. Mạnh Tử nói, người nhân nghĩa không ai đánh nổi. Tống Thái Tổ chính là một con người vô địch như vậy. Năm 976, Tống Thái Tổ bất ngờ qua đời, sử sách ghi lại nói rằng ông bị bệnh, ngôi vua được truyền lại cho người em là Triệu Quang Nghĩa, tức là Tống Thái Tông. Tuy nhiên việc này đã bị người đương thời cũng như hậu thế nghi ngờ về tính chân thật. Nhiều người cho rằng chính em trai đã sát hại ông để đoạt ngôi báu và các con ông cũng bị ám hại sau đó. Nghi án này mãi đến nay vẫn là một bí ẩn. Mặc dù ngày nay Long Bào đã mất đi ý nghĩa biểu tượng nhưng văn hóa Long Bào là một phần của lịch sử và thể hiện phong cách của mỗi triều đại. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.